thưa quý khán thính giả, hôm nay là lần phát hình đầu năm của chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý Chúa. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị ông Trần Quang Thành, thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Ông sẽ tâm tình cùng quý vị về một dạy dỗ vô cùng quý giá của Chúa Giêsu. Tôi tin đây là kim chỉ nan của nhân loại để có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Xin kính mời ông Thành. Kính chào cô Thảo, kính chào quý khán thính giả. Khi mùa đông đến, tôi phải mang những cây kiếng vào trong nhà để cạnh những cửa kiếng để lấy chút ánh sáng mặt trời. Các cây kiếng theo ngày từ từ rụng lá, các đọt đòn tuy có đâm chồi nhưng yếu ớt, vài hoa cũng nở nụ nhưng màu nhạt hẳn đi và hoa cũng nhỏ lại. Cuộc sống của các cây hoa trong nhà thật gượng gạo và quả là một cuộc sống chờ thời, mua thời gian. Cố sống để còn chờ đợi mùa xuân, người chồng là vợ tôi thường có ước mơ là phải chi mình có nhà kiến greenhouse hoặc phải chi mình ở California thì các cây này đâu đến nỗi tiều tụy đến như vậy. Các cây này tỉ như cuộc sống của chúng ta. Nó sống gượng gạo chờ đợi mùa xuân bởi vì chúng là cây nhiệt đới mà sống vùng ôn đới, cây xứ nóng mà sống vùng xứ lạnh. Con cái Chúa mà sống theo cuộc sống như thế gian do Satan cầm quyền, mang vào, mang ra chỉ là những biện pháp tạm thời gượng gạo. Cây không thể nào tốt tươi suốt bốn mùa, phải có một biện pháp lâu dài, phải có nhà kiến, phải có ánh nắng mặt trời hay phải mang nó về miền có nắng ấm quanh năm. Chúng ta đang sống một đời sống gượng gạo hay không? Chúng ta có phải đang sống theo kiểu mùa đông mang vào, mùa xuân mang ra không? Cây chỉ ra mầm non yếu ớt, lá chỉ toàn lá nhỏ thiếu hẳn màu xanh, hoa màu nhợt nhạt như kẻ đau yếu lâu ngày. Đó là cuộc sống thiếu ánh nắng mặt trời. Mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày, dù là mùa đông hay mùa xuân. Có điều ánh nắng mặt trời không soi đến cả cây. Đó là một cuộc sống vì thiếu sự đầy dẫy dư dật của Đức Chúa Trời của một người Cơ Đốc nhân. Tôi đi dự một đám cưới, họ tổ chức thật chu đáo, cẩn thận, đâu đó thật hoàn toàn, ai cũng khen ngợi. Tuy nhiên, nếu nhìn nét mặt của chủ nhân, tôi thấy vẻ bối rối hiện ra, họ đang lo ngại ngùng vì bánh cưới không có. Họ điện thoại thì ông Long là người nhận làm bánh cho biết là tưởng đâu tuần sau mới cần bánh. Thế là bao nhiêu tâm trí tính toán cũng hỏng hết. Đám cưới thiếu bánh cưới. Tình trạng này làm tôi liên tưởng đến bà Mary, mẹ của Chúa Giêsu trong tiệc cưới tại Cana. Tiệc cưới hết rượu. Đối với phong tục Do Thái, thiếu rượu là một điều khó tha thứ được. Bà Mary đang đối diện với một vấn đề quan trọng. Chúng ta cũng thường đối diện với những vấn đề trọng đại, mất việc làm, sắp mất nhà, bị bệnh nặng, mất giấy tờ, mất tiền, vợ hay chồng ngoại tình, con cái bỏ nhà, bỏ học, vân vân. Phản ứng của chúng ta như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phản ứng của bà Mary thật giản dị. Bà báo cho Chúa Giêsu biết người ta hết rượu. Bà trao bối rối cho Chúa Giêsu, bà chuyển giao vấn đề cho Chúa Giêsu lo, bà không giày la, không mắng la người làm, bà không kết tội người khác, bà cũng không trách mình sơ suất. Thật đơn giản, bà báo cho Chúa Giêsu biết. Tôi tự hỏi mình có được như bà Mary hay không? Tại sao không? Những gì bà Mary có, chúng ta cũng có. Nếu bà Mary biết Chúa Giêsu có quyền phép, chúng ta cũng biết được điều này. Bà Mary biết Chúa có mặt, chúng ta cũng biết Chúa hiện diện trong lòng chúng ta. Như vậy thì tại làm sao chúng ta không làm việc dễ dàng nhất như bà Mary mỗi khi gặp khó khăn bối rối? Xin nghe ông Charles Roper, một cố vấn tài chính kể lại. Tôi quê ở Texas đến New York với 20.000 Mỹ Kim của các bạn giao cho để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tôi tưởng tôi khôn ngoan, biết các mánh khóe nên sẽ lời, nhưng tôi bị lỗ to. Lỗ đến nỗi không còn một đồng xu. Thật ra, mấy ngày đầu tôi có lời, nhưng rốt cuộc vẫn bị thua trận. Nếu là tiền của tôi, thì tôi không có đau lắm. Nhưng tai hại là tiền của bạn bè. Mặc dù đối với họ không là bao nhiêu, nhưng tôi rất ngại gặp lại họ. Mà lạ thay, họ cứ tiếp tục rút vốn cho tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tôi theo lối chơi sắp ngửa, một là được hết, hai là thua trận. Chỉ trông cậy vào vận mạng của mình và tin vào lời mách bảo của người khác. Tôi suy nghĩ về cách chơi này mà tôi tin là sai lầm, nên tôi ráng tìm một bí quyết nào đó. Tôi làm quen với ông Burton Carter, một trong những người thành công trong thị trường chứng khoán, và muốn ông chỉ dẫn cho tôi.
Ông hỏi tôi vài câu về cách chơi trước kia của tôi và chỉ tôi một nghệ thuật mà tôi tin là quan trọng nhất trong nghề đầu tư. Ông nói, anh phải biết stop phần lỗ, không bao giờ để lỗ quá 10%. Ví dụ, tôi mua một chứng khoán 50 Mỹ Kim, khi nó chỉ còn trị giá 45 Mỹ Kim, tôi stop lỗ lại bằng cách lập tức bán nó ra để hạn chế cái lỗ, không để bị thiệt hại quá 5 Mỹ Kim. Rồi ông nói tiếp, nếu anh thông minh mua chứng khoán khôn ngoan, anh có thể lời đến 10 đồng hay 25 đồng. Nếu anh biết stop số lỗ là 5 đồng, anh sẽ còn lời là vì trung bình trong 12 lần, chỉ độ 5 lần bị lỗ mà anh biết stop lại rồi. Quy tắc này giúp tôi tạo sự nghiệp như ngày hôm nay. Ít lâu sau, tôi nhận thấy rằng quy tắc stop lỗ này có thể áp dụng vào những việc khác. Tôi bàn stop loss mỗi khi gặp điều gì khó khăn, ưu phiền, kết quả thần hiệu. Nếu tôi thấy cái lo không giải quyết được gì, thì tôi lập tức stop loss. Thưa quý khán thính giả, Chúa Giêsu đã từng dạy chúng ta đừng lo lắng gì cả. Ngài để lại một số căn bản để không còn lo lắng nữa trong sách Matthew đoạn 6 từ câu 25 đến câu 34. Lời Chúa được chép như sau: Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúa không binh vực thái độ, không biết lo xa, phí phạm, vô tâm, biến nhát trong cuộc sống, nhưng Chúa cấm sự sợ hãi lo lắng làm mất hết sinh thú của đời người. Chúng ta nên nhớ theo thống kê thì 40% điều chúng ta lo sẽ không bao giờ xảy ra. 30% liên quan đến những việc làm trong quá khứ, dù có lo cũng không thay đổi được. 12% do người khác quyết định, dù có lo chúng ta không thể kiểm soát được. 10% liên quan đến sức khỏe, càng lo càng chỉ làm cho sức khỏe tệ hơn. Và chỉ thật sự có 8% là chúng ta có thể giải quyết được. Như vậy, 92% điều mà chúng ta lo lắng chẳng thuộc về mình hay mình không thể giải quyết được. Chúng ta lo lắng những điều không tùy thuộc vào mình, lo một cách vô ích. Thưa quý khán thính giả, đối với quý vị là những cơ đốc nhân, thế lời Chúa dạy trong năm nay, hãy sắp đặt lại cuộc sống của mình, những lo lắng chưa được giải quyết, xin trao cho Chúa Giêsu. Hãy thư giãn, thoải mái, tương giao với Chúa và chuẩn bị tâm thần để sống thêm một năm mới bình an và dư dật trong danh của Chúa Giêsu. Với quý vị là những ông bà, anh chị em chưa chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời quý vị, thì trong bao nhiêu cái lo lắng cho cuộc đời của mình, thì theo lời dạy của Đức Chúa Trời hay ông trời mà quý vị thường gọi, cái lo mà quý vị cần quan tâm nhất là lo như thế nào về đời sống tâm linh của quý vị. Lời Chúa Giêsu có phán, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều khác nữa. Nghĩa là muốn có một cuộc sống bình an, phước hạnh thì việc trước tiên là quý vị phải tìm đến kiếm nước Đức Chúa Trời, tức là quý vị phải trở thành công dân nước trời. Mà muốn như vậy thì điều duy nhất quý vị cần làm mới trong năm nay là hãy tin nhận Chúa Giêsu, mời Ngài làm chủ cuộc đời quý vị trong năm nay. Xin kính chào. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình tuần sau. Xin kính chúc quý vị và gia quyến một tuần lễ phước hạnh và bình an trong Chúa. Xin kính chào. Đời người rồi qua mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa.